Hàng về các bác ơi, SP212, M Pro, MB415. Khang Minh cập nhật hàng về thêm trong buổi chiều tối ngày hôm nay. Thì ngày mai Khang Minh sẽ giới thiệu đến các bác và về anh em sau. Và đây là loa 515 và mấy sản phẩm âm thanh bị bãi mà mọi người đã mua sắm trên Khang Minh trong ngày hôm nay và 1-2 ngày vừa qua. Thì trưa ngày hôm nay Khang Minh đã đóng hàng xong hết rồi, tuy nhiên chiều ngày hôm nay xe bưu cục họ không vào Khang Minh nhận hàng kịp, cho nên là sáng ngày mai họ sẽ vào. Đây là cặp MRX515 Made in Mexico cho Bắc Nam trong quận 4 thành phố Hồ Chí Minh. Và bên này là con Equalizer BSS966 nguyên thùng xốp cho bác khách trong Bình Dương. Cái hộp xanh nhỏ này là cục quản lý nguồn về từ Mỹ cho một bác khách trong Sài Gòn. Và đây là con Crown Contech 1600 cho bác Luân dưới Hải Dương. Đó là những sản phẩm âm thanh đi bãi mà ngày hôm nay đi chậm một chút, các bác và quý anh em thông cảm nhé. Thì sáng ngày mai xe bưu cục họ sẽ vào nhận hàng. Trên video tiếp theo trong buổi chiều tối ngày hôm nay 14 tháng 7, thì Khang Minh thực hiện nên một cái video test micro đối với thương hiệu micro Sennheiser của Đức, model SKM3000, một trong những tay mic dành cho ca sĩ, dành cho biểu diễn chuyên nghiệp, dành cho những sân khấu lớn. Model này là SKM3000, một đầu thu và hai tay micro. Cái đầu thu bên trên kia Khang Minh đã kết nối đầu thu với lại bàn mixer để lên cái video test micro trên cái clip buổi chiều tối ngày hôm nay. Sennheiser, hàng cao cấp, hàng xịn sò luôn. Những cái tai micro xịn thì các bác và quý anh em có điều kiện sở hữu chơi thì nó hay vô cùng. Cái sao tiếng, cái chất âm của nó làm cho chúng ta nói hay hơn và làm cho chúng ta hát hay hơn. Tuy nhiên cái giá thành của nó rất là cao. Và Khang Minh cũng đang nói trên một cái tai micro mà Khang Minh đang cầm trên tay. Cái model này thì nó bao gồm một đầu thu và hai tay micro. Đó, cái điện thoại rất là cùi bắp, Made in Zemali. Trên video test âm ngày hôm nay, Khang Minh kết nối với bàn mixer và micro Sennheiser model SKM3000, bao gồm hai cặp loa, trong đó có một cặp loa, đó là MR922, một cặp loa phun đơn bass 30 rất đáng chơi trong gia đình và giá thành thì lại hợp lý. Khang Minh cập nhật cái cặp loa này về cách đây 2 đến 3 ngày cùng với cặp 822 Khang Minh kê ở bên dưới kia. Đó, bây giờ Khang Minh tiến vào đây để bật cái reverb và echo. Echo thì Khang Minh cho rất là ít, gần như không có echo và chỉ cho reverb thôi. Khang Minh, cái tiếng mic mà Khang Minh đang nói trên tay micro mà Khang Minh đang cầm là tiếng mộc, và những cái thiết bị mà Khang Minh đã kết nối sẵn, ví dụ như bài hát chọn trên iPad để trên kia và lời thì vẫn không thuộc, cho nên là phải hát karaoke. Các bác và quý anh em chuẩn bị tai phone để thẩm âm, nghe thêm cái chất âm mà cái tay micro cao cấp này trên Khang Minh hôm nay Khang Minh test, Khang Minh cập nhật về những sản phẩm âm thanh mịn bãi, hàng dành cho ca hát biểu diễn chuyên nghiệp mà Khang Minh thường xuyên tuyển chọn những cái sản phẩm đặc biệt về để Khang Minh cung cấp cho mọi người yêu âm thanh trên mọi miền Tổ quốc. Cái tấm biển và số điện thoại, địa chỉ của Khang Minh, Khang Minh xin quay trước khi thực hiện video. Mọi người quan tâm những cái đồ âm thanh mịn bãi cao cấp, mọi người vui lòng liên hệ cho Khang Minh nhé, hoặc là nhắn tin Zalo. Các bác quý anh em cần sự tư vấn thì vui lòng alo cho Khang Minh hoặc là để lại tin nhắn, Khang Minh sẽ nhắn lại đầy đủ cho mọi người. Rồi, bây giờ Khang Minh bật reverb. Và tập đếm. Và trên cái không gian của Khang Minh thì mọi người đều lắm được. Nó rất là va đập âm thanh, nó bị feedback, nó bị dội âm, cho nên là Khang Minh mở cái âm lượng
Khang Minh sử dụng cái âm lượng nó vừa đủ để Khang Minh quay được và thu được cái âm thanh nó tốt nhất thì thôi. Bởi vì cái thiết bị quay của Khang Minh nó chỉ là những cái điện thoại, thiết bị quay nghiệp dư, chứ không phải là những thiết bị quay chuyên nghiệp gì cả. Cho nên là sử dụng âm thanh, setup âm thanh rất quan trọng mà Khang Minh phải căn chỉnh cực kỳ chuẩn để thu lại cái âm thanh. Các bác và quý anh em xem lại trên video, xem lại trên YouTube, nó đạt cái chất lượng âm thanh tốt nhất thì thôi, vừa đủ, không quá to mà cũng không quá nhỏ. Nếu mà cho to thì không, nó cũng không thể thu được cái điện thoại quay, nó rất là khó. Cho nên là mọi người chuẩn bị tai phone để nghe những cái bản test âm hoặc là test micro trên cái video này. Và đây là 922. Cái cặp loa này cực kỳ đẹp luôn và rất đáng chơi. Khang Minh đang đứng ngay trước loa và cách chỉ có chắc là nửa mét. Thoải mái luôn, hát hò, không có hú rít gì hết. Setup thì khỏi phải nghĩ rồi. Bây giờ Khang Minh tập đếm. Mọi người đeo tai phone nhá. Alo. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 4 7 2 5 6 9 Hey hey hey. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 4 7 Hey hey hey. Đó, các bác thấy không? Cái tiếng nó ra cả cái giọng khào ở cổ mà cứ như là cái giọng của mình nó rất là ướt át, rất là áp phê. Bây giờ Khang Minh mời mọi người chúng ta cùng đeo tai phone, Khang Minh bật bài hát đã chọn sẵn để hát nghêu ngao, tập hát một chút, các bác và quý anh em cùng nghe nhá. Gió lộng một chiều rừng, nhớ chuyện bên đồi thông. Làng lắm ấy khi tuổi vừa đôi chín, tâm hồn đang trắng trong. Như chim non khi ăn còn chưa lo, khi có còn chưa ăn. Bao nhiêu chuyện vừa lắng, lắng vừa lo một mình. Rồi làm buồn thơ thần chẳng còn ngồi, trang điểm tô màu phấn. Để phải úa đến tàn cả hương sắc, tháng ngày luôn héo. Trời không thương lên đêm độ giống tố, cướp đi cuộc đời là. Sao người về đây để tìm những thôi đã mất còn đâu. Ôi buồn làm sao, đổi thông xưa nay vắng bóng người yêu. Ôi đời hợp ta, hợp rồi tan như mây kia gặp gió. Chàng tương tư bao lắm về bên ấy, vắng đi từ đây. Rồi đã được ở cạnh làm
như lời xưa thề ước. Lâm hiu hắt đến màn thu an giấc, dưới mộ sâu đất khô. Qua bao năm rêu xanh phủ che kín, âm u chẳng nhám khói. Trời rủi chi trên cây còn lá úa, lá xanh kia rụng rồi. Sao người về đây để tìm những thôi đã mất còn đâu? Ôi buồn làm sao, đôi thông xưa lại vắng bóng người yêu. Ôi đời bơm tan, bơm rồi tan như mây kia gặp gió. Chàng tương tư bao đêm về bên đây, vắng đi từ rồi. Mộ chàng đã được ở cạnh làng như lời xưa thề ước. Lâm hiu hắt đến ngàn thu an giấc, dưới mộ sau đất khô. Qua bao năm rêu xanh phủ che kín, âm u chẳng nhám khói. Trời rủi chi trên cây còn lá úa, lá xanh kia rụng rồi. Trời rủi chi trên cây còn lá úa, lá xanh kia rụng. Phê quá các bác. Nói chung là cầm mic là muốn hát, chỉ có sợ là không hát được thôi các bác ạ. Áp phê vô cùng. Đó là Sennheiser SKM 3000 trên Khang Minh ngày hôm nay. Khang Minh lên cái video nghêu ngao tập hát tập gào, các bác và quý anh em vừa nghe qua và thưởng thức chiêm ngưỡng những cái sản phẩm âm thanh đi bãi, hàng dành cho ca hát biểu diễn chuyên nghiệp mà Khang Minh thường xuyên cập nhật về liên tục để Khang Minh cung cấp cho các bác quý anh em yêu âm thanh trên mọi miền Tổ quốc. Cảm ơn các bác và quý anh em đã xem video. Mọi người cho Khang Minh một like nhé, và chia sẻ cho anh em người thân bạn bè biết một kênh chuyên cung cấp những thiết bị âm thanh dành cho biểu diễn ca hát chuyên nghiệp, những sản phẩm cao cấp, những sản phẩm tuyển chọn trên Khang Minh GBL Bắc Linh. Số điện thoại và địa chỉ của Khang Minh. Rồi, Khang Minh xin dừng video tại đây. Hẹn gặp lại các bác và quý anh em ở những video lần sau.